Sau gần một tuần mở phiên tòa xét xử, chiều nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 14 bị cáo trong vụ án buôn lậu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cương. Hội đồng xét xử nhận định Tổng Giám đốc Bùi Quang Huy là người tổ chức chủ mưu, cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động buôn lậu và gian lận kế toán tại công ty Nhật Cương. Tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc, Giám đốc Tài chính 14 năm tù giam, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng, kế toán trưởng 3 năm 6 tháng tù giam. 12 bị cáo còn lại đều bị kết án về tội buôn lậu. Tòa cũng đã tuyên phạt Phó Tổng Giám đốc Trần Ngọc Ánh 13 năm tù, Giám đốc bán hàng Đỗ Quốc Huy 9 năm tù. Các bị cáo còn lại bị phạt từ 4 đến 10 năm tù. Anh trai của Bùi Quang Huy là Bùi Quốc Việt bị phạt 5 năm tù. Ngoài án phạt tù, các bị cáo còn phải liên đới nộp khoản tiền thu lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng. Hội đồng xét xử cũng đã kiến nghị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cần phải khẩn trương tiến hành điều tra, truy bắt những đối tượng đang trốn truy nã và tiếp tục xem xét làm rõ vai trò trách nhiệm. Nếu có vi phạm thì xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, tránh bỏ lọt tội phạm.